bầy kiều bà mẹ tự lấy gông đeo cổ, ôm hết khổ cực vào mình rồi lại chút áp lực lên con. Kính thưa quý vị, không phải mẹ cứ chăm chỉ mỗi ngày đánh đổi bản thân để chu toàn cho gia đình là có quyền ép con phải sống dưới áp lực tình thương của mẹ. Không ai phủ nhận được thành ý và công sức của mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái và chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, nhiều bà mẹ chăm chỉ mỗi ngày đánh đổi vì hạnh phúc của con cái, lại muốn con cái phải mang ơn mẹ, sống dưới sự quản thúc của mẹ. Có bầy kiều người mẹ hy sinh nuôi con lại khiến con áp lực, cuộc sống mẹ và con đều lâm vào mệt mỏi, ức chế. 1. Quá siêng năng, sống quá mệt mỏi. Thức dậy từ sớm để mua rau và nấu ăn lúc bình minh, cho con đi học, giúp con làm bài tập sau giờ học và giặt quần áo lúc nửa đêm. Chịu thương chịu khó chính là đức tính quý giá của những người mẹ, nhưng đeo gông vào cổ, ôm đồm hết việc vào người là một tật xấu. Hậu quả, vì mẹ cực khổ chăm con, muốn con đáp lại nên vô tình tạo gánh nặng tâm lý, áp lực cần phải đền đáp cho con, khiến cho con đôi lúc mệt mỏi. 2. Quá vị tha, hy sinh nhiều. Khi một người mẹ đánh mất bản thân của mình, cô ấy sẽ trở thành một vệ tinh chỉ xoay quanh đứa trẻ. Thời gian gần gũi với chồng ít hơn, ít tiếp xúc với bạn bè, ít tiếp xúc với xã hội. Nhưng sự hy sinh của mẹ đôi khi không được thấu hiểu và đáp lại từ chồng con. Thậm chí mẹ tự kéo mình xuống cuộc sống khổ sở hơn. Hậu quả, cuộc sống của mẹ và hòa khí gia đình dễ xuống cấp do sự mất cân bằng của mẹ. 3. Bảo vệ trẻ quá nhiều. Các bà mẹ ngày ngày thở dài, còn gì có thể tin được trong xã hội này? Sữa bột, sản phẩm chăm sóc da, vaccine, khuôn viên trường, không có gì là an toàn. Điều này dẫn tới các mẹ bảo bọc con quá mức, khiến cho con mất đi ý thức tự bảo vệ mình. Hậu quả, bảo vệ quá mức khiến đứa trẻ trở nên yếu ớt, rụt rè và kém cỏi. 4. Quá dễ lo lắng. Lo lắng cho con là sợi dây căng thẳng trong tâm trí người mẹ không bao giờ có thể dứt ra được, khiến mẹ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Lo lắng quá nhiều dễ khiến trẻ bị gò bó, không có quyền tự quyết, khiến trẻ mất đi tự tin, dễ sợ hãi với nhiều thứ. Càng nghe lời mẹ dặn tránh đông tránh tây thì đứa con càng mất đi cơ hội tự lập và khám phá điều mới. Hậu quả, lo lắng ở khắp mọi nơi là một lời nguyền. Mẹ luôn tạo cho con những lo lắng sẽ ám ảnh vào tâm trí của con, sự tiêu cực và tâm trí của mẹ thì kiệt quệ. 5. Ham muốn kiểm soát quá mạnh. Nhiều người mẹ sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống của con mình và buộc con phải làm theo. Coi ngoan ngoãn là ưu điểm của trẻ. Nếu trẻ tự bày tỏ suy nghĩ và tự quyết định sẽ trở thành trẻ nổi loạn trong mắt mẹ. Hậu quả, trẻ không thể sống hết mình, trí tuệ cảm xúc thấp, khó hòa nhập khi bước vào xã hội. 6. Quá trách nhiệm. Những mẹ nhận hết trách nhiệm nuôi dạy con vào mình, không tìm kiếm sự chia sẻ từ chồng và người thân, dễ khiến bản thân mệt mỏi. Còn con cái dễ bị mẹ chăm lo quá mức mà sinh hư hỏng. Hậu quả, nó sẽ chỉ khiến đứa trẻ tự cho mình là trung tâm, vô ơn với mẹ. 7. Mẹ so sánh quá nhiều. So đo chỉ khiến bản thân mẹ và những đứa con mệt mỏi vì mải chạy theo tiêu chuẩn của người khác, quên mất gia đình của chính mình có điều kiện thế nào, khả năng tới đâu. Hậu quả, cứ thích so sánh sẽ dẫn tới tâm lý của người mẹ mất cân bằng và đứa trẻ bị áp lực vì cứ bị đem ra so sánh với con của nhà người khác. Đàn bà một khi trải qua được hết ba cửa ải này, chắc chắn đã tới lúc khổ tận cam lai. Kính thưa quý vị, đời người chẳng có cuộc vui nào không tới lúc tàn, cũng chẳng có nỗi đau nào là kéo dài mãi mãi. Quan trọng là mỗi người cần điều tiết được cảm xúc của chính mình, không sa đà quá, cũng không lún sâu quá vào cảm xúc hiện tại. Chuyện gì rồi cũng qua,
cảm xúc gì cũng chỉ tồn tại và có giá trị trong khoảnh khắc. Vậy nên, buồn khổ đến mấy cũng đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ từ bỏ. Kiên cường vượt qua được, bản thân chẳng những trưởng thành hơn mà còn sống hạnh phúc hơn, nhận ra những giá trị thật hơn trong cuộc sống. Đời đàn bà lấy chồng có trăm thứ khổ, nhưng chỉ cần vượt qua được ba thứ khổ nhất này thì chẳng còn gì có thể quật ngã được họ. Thì sớm thôi cũng sẽ tới lúc khổ tận cam lai, đón nhận hạnh phúc. Đổ vỡ hôn nhân. Chuyện hệ trọng nhất đời người phụ nữ có lẽ là việc lấy một tấm chồng cùng với người mình lựa chọn sinh con đẻ cái, hy vọng an yên sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được chữ ngờ, cũng chẳng ai lường trước được lòng dạ nửa kia. Có thể vì không còn hợp nhau, có thể vì bị đối phương tàn nhẫn bội bạc mà cuối cùng gây tổn thương cho nhau, khiến hôn nhân đổ vỡ. Đàn ông một đời vợ được xem là kho báu, nhưng đàn bà một đời chồng lại bị xem là thứ bỏ đi, bị cả thế giới đàm tiếng, bản gia nói vào. Nhưng đàn ông đã tệ bạc thì cố sức níu giữ để làm gì? Miệng lưỡi thiên hạ không thể cấm, nhưng mình có quyền không nghe, có quyền bỏ ngoài tai cơ mà. Còn yêu, còn thương tới mấy thì giữ một người không còn lòng dạ với mình ở bên cạnh, thì sau cùng chính mình mới là người thương tổn nhất mà thôi. Chẳng ai muốn đứt cánh giữa đường, chẳng ai mong tan đàn xẻ nghé, nhưng chuyện xảy ra rồi, ngoài sự mạnh mẽ chấp nhận thì không còn cách nào khác. Sống chỉ một lần, cớ gì lại ép uổng bản thân trong bể khổ làm gì? Buông tay là để giải thoát cho chính mình, là cho chính mình cơ hội làm lại, cũng là khiến bản thân cứng cỏi, dạn dĩ, trưởng thành, biết cách nhìn người hơn. Đời công bằng lắm, chỉ cần vượt qua nỗi đau này, ông trời ắt có an bài tốt đẹp hơn cho bạn. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện sớm muộn, là điều tất lẽ dĩ nhiên ở đời, nhưng khoảnh khắc mất đi một người thân yêu, khoảnh khắc biết rằng từ đây âm dương cách biệt, thì ai mà không đau đớn, xót xa cho được. Cảm giác xé lòng, vừa xót xa vừa ân hận. Ân hận vì bản thân còn nhiều điều chưa làm, chưa nói, chưa hoàn thành với người đã khuất. Nhưng là chuyện không thể tránh khỏi ở đời, thì có còn nhiều tiếc nuối cũng không cách nào làm lại, chỉ có thể chấp nhận, buồn đau khóc lóc đi cho thỏa rồi nguôi ngoai, đối diện với sự thực, rồi vực dậy mạnh mẽ mà tiếp tục sống. Mất việc. Có câu, nếu công việc là đam mê của bạn thì mỗi ngày bạn không phải đi làm. Nhưng số người làm được đúng công việc mà mình đam mê ít lắm, đa phần là vì cơm áo gạo tiền, hoặc giả như có là công việc mình yêu thích chăng nữa, nhưng ở trong môi trường làm việc không phù hợp, đồng nghiệp cấp trên khó tính, xét nét, thì ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn từ bỏ. Với phụ nữ, tuy không cần phải quá cố gắng để có sự nghiệp rạng danh, nhưng nhất định nên có một công việc. Để làm gì ư? Để có thể kiếm ra tiền của chính mình, có thể có cuộc sống của riêng mình. Vậy nên, khi công việc xảy ra áp lực khiến bạn muốn từ bỏ, thậm chí là bị cho thôi việc, thì bạn cũng đừng quá cố chấp, đừng quá bi cực mà dằn vặt chính mình. Người ta nói, đời thay đổi khi chính mình thay đổi, chuyện gì rồi cũng qua. Hãy suy nghĩ theo một hướng khác, từ bỏ những thứ khiến cho cuộc sống của mình bế tắc, không vui. Biết đâu, bắt đầu công việc khác lại chính là khởi sắc hơn thì sao? Bạn nên nhớ, muốn thấy cầu vồng thì phải biết chịu đựng những cơn mưa. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đó là thần chú giúp bạn vững tin hơn.